Rồi, hello anh chị em và các bạn nha. Chào mừng anh chị em và các bạn trở lại với xe máy Anh Tâm. Thì hôm nay ngày 16 tháng 11 nha các bạn. Thì hôm nay sẵn dịp là giữa tháng 11, cái thứ hai là số lượng xe cửa hàng cũng khá là nhiều, cũng khá là đủ các dòng. Thì hôm nay sẵn đây, Thành sẽ làm một cái clip mà báo tổng cho các bạn nha, cũng như là cập nhật các dòng xe mà mới nhất, mới về nhất luôn, hiện tại đang có mặt tại cửa hàng. Đó, thì ví dụ như là báo cho anh chị em các bạn cập nhật để như mà mình đang có mong muốn mà mình thích cái con xe nào đó thì mình thấy trong cái video này thì mình sở hữu nha các bạn, mình đến mình hốt em nói liền nha. Thì hiện tại thì số lượng xe SH bên mình về cũng khá là nhiều, nói chung khoảng mười mấy hai chục con, rất là nhiều. Thì ở đây mình sẽ báo giá từng chiếc cho các bạn luôn ha, đòi xe và giá thôi nha các bạn. Tại vì nếu mà cái clip này chắc cũng hơi lâu, mình làm clip này chắc cũng hơi lâu á nha các bạn. Rồi thì các bạn chịu khó tranh thủ xem giùm mình ha, tại vì mình báo chi tiết, báo giá và đòi thì nó cũng hơi lâu đó. Thì đây con này là 150 ha, con này là 150 ABS 2019 biên bản đặc biệt đen mờ nha các bạn. Đó, biên bản đặc biệt đen mờ nha, đây là bản đặc biệt. Con này bên mình đang bán với giá là 116 triệu hay đời 2019 nha các bạn ha, 2019 bản đặc biệt 150 ABS. Bên đây là một con SH 150 ABS 2019, xe này đi 6.000, con này là đi 3.000 nha các bạn. Con này là xe cọp đi 3.000 mấy nè, 3.000 3.500, còn con này là đi 6.500 gì đó. Thì con này là 2019 nha, 150 ABS màu đen bóng. Con này bên mình đang bán giá là 108 ha. Rồi mình sẽ báo dài một vòng đi. Con này Việt Nam mẫu Ý 2010, 98 triệu 125 băng khói nè, 125 băng khói, 98 triệu nha. Con này là 150 ABS 2018, 90 triệu. Con này là SH 2020, 150 ABS, xe đi 1.200, giá là 103. Con này là 2017, lên full ý 150 ABS, giá là 93. Con này là 150 ABS 2017 màu đỏ, 90. Đó, mình báo giá tổng cho anh chị em và các bạn nha. Ai thích con nào thì cứ inbox hoặc là gọi cho mình liền nha, rất là nhiều xe cho các bạn lựa chọn luôn. Con này là Việt Nam mẫu Ý 125, con này đời 2011 nha, con này đời 2011, 99 triệu. Con này là SH 150 ABS 2018 màu trắng lên full ý, giá là 95. Con này là SH Ý 125 đời 2010, 128 triệu. Con này là SH Việt Nam mẫu Ý 150 phân khối, giá 129 triệu. Con này là SH 150 đời 2012, giá 62 triệu nha các bạn. Ừ, rồi SH nữa đây, SH 125. Con này là một SH 125, lên cái đầu áo Ý, biển số Cần Thơ, xe là chìa khóa thông minh zin theo xe đời cuối 2015, giá là 68 triệu. Vespa 2014 40 triệu nè. Con này là Vespa SH Mo 2018 màu xám bạc, 55 triệu. Con này SH Mo 2015 màu xanh, giá 44 triệu. SH 125 2017 125 ABS 80 triệu. Rồi tới dòng Vision và các dòng xe nhỏ hơn. Vision 2018 nè, 2018 màu đen nhám biên bản đặc biệt nha các bạn, 27 triệu. SH Mo 2018 màu trắng, xe zin nguyên con, 52 triệu. AB 2012 16 triệu. Janus chìa khóa thông minh 2018 24 năm, con kia thì 2019 là 25 năm. Hai con đó là đều là biên bản đời cao và chìa khóa thông minh nha các bạn, chìa khóa smart key hết. Rồi tiếp theo lại SH nữa đây, SH nữa. SH 125 CBS 2018 76 triệu thôi. 2018 76 triệu. Con này 2018 xe cọp, xe đẹp hơn thì 77 triệu. 77 triệu, 76 triệu. 20 con này là Vision 2017. Con này thì 24 triệu thôi, 24 triệu. 21 triệu ha, Future 2017 thanh lý 21 triệu. Janus này 2010, hình như 2017 chìa khóa cơ, hình như 22 triệu thôi nha các bạn. Rồi tiếp theo Winner X nha.
Winner X nha anh chị em và các bạn. Con Winner X này là đời 2019, biên bản là ABS, đen nhám phục vàng. Con này bên mình đang bán với giá là 36.500. Ngon nè, hàng ngon nè anh em. Hàng ngon cho anh em chơi. Moto phân khối tầm trung 300 phân khối nha. 300 phân khối R3, Yamaha R3. Đời 2018, ốc đô là 4.400, xe như đẹp keng len keng như mới. Xe đã vô được một cái Boa Carovic, hai cái tay thắng với tay côn, rồi linh tinh thôi, vài món linh tinh, vài món đồ chơi linh tinh. Thì giá bên mình đang bán với giá là 95 triệu thôi nha anh chị em và các bạn. Xe mới là 130 mấy triệu, chưa giấy tờ xong, gần 140. Giờ mình bán lại có 95 triệu thôi, giá rất là ngon lành cành đào luôn. BCX đời 2015 34 triệu rồi. Đó, rất là nhiều xe cho anh chị em và các bạn lựa chọn nghe. Xe cao cấp, xe đẹp, xe keng đời cao không. Vario 2019 màu đỏ nhám. Xe đi 7.000 cây hay gì à, xe rất là đẹp luôn. 47.500 thôi, 47.500. MSX 2018 ha. MSX 2018 ốc đô như khoảng 7.000 cây. Đô 7.000 cây, xe còn đẹp, len keng xà beng, 39 triệu cho con MSX 2018 đi 7.000 cây nha. Xe mới 56 triệu nha các bạn. MSX giá mới ra mắt lắm nha. Mình bán giá lại giá đã qua sử dụng rất là rẻ, rất là dễ chơi luôn. Vision 2019 chìa khóa thông minh ha. Con này là biên bản đặc biệt, đen nhám biên bản đặc biệt, chìa khóa thông minh 2019. Con này bên mình đang bán với giá là 30 triệu. Nó là biên bản đặc biệt nha các bạn. Đen nhám nha, chìa khóa thông minh. Bản đặc biệt thì nó sẽ mắc hơn bản thường 1 2 triệu gì đó. Future 2018 25 triệu nè. Rider. Con Rider này 2019 bên mình bán 47 triệu là lý do là tại nó có biển số đẹp nha các bạn. Biển số là 65G133456 nha. Còn Rider bình thường nếu không có biển số đẹp, biển số bình thường thì bên mình bán tầm 37 38 triệu thôi. Đôi khi báo 47 triệu các bạn hiểu nhầm, sợ các bạn hiểu nhầm nha. Tại vì nó có cái biển số là 33456, nguyên cây sảnh 3456 luôn, rất là đẹp. Sachi 2018 46 triệu nè. Sachi 2019 49 triệu nè. Sonic 2019 biên bản đặc biệt 52 triệu nè. Sonic 2019 49 triệu nè. Sonic 2017 48 nè. Sachi 150 2017 47 nè. Sachi 2018 49 nè. Rồi. Mình sẽ qua một số dòng côn tay của thằng Exeter Winner. Winner mẫu cũ về mộng nha các bạn. Báo giá rồi, clip này không có mười mấy phút. Winner X 2019 35 triệu với phố nè. Winner mẫu cũ về mộng đen nhám biên bản đặc biệt 34 triệu là 2018. Con này cũng biên bản đặc biệt 2018 31. Con này cũng 2018 luôn 32. MSX King 38. MSX King 38. Con này Exeter 36, Exeter 2018 mẫu đèn mới 36, con này 31 là 27 nha. Rồi qua Vario nha các bạn. Rồi Vario. Ai da. Vario con này 40, con màu đỏ này 29 48 triệu nha, đỏ nhám. Còn con này là màu trắng. 150 màu trắng 49 triệu. Con này là Vario 150 2020 49 năm. Con này 2020 màu xanh nhám luôn nha các bạn. Màu xanh nhám đa đát rất là cao, 2020 luôn 49.500. Màu vàng là 2020, xe này đi 647 km, đi lần bánh có 647 km à. 41.500 xe 2020 giấy phố nha các bạn, giấy phố biên số Cần Thơ. Con này 2019 48 triệu màu trắng 150, vàng cát 150, 2019 49. Con này 2019 46 150 màu đen nhám. Con này 38 năm 2019 125 nha. Rồi con này cũng 125 2019 39 nè. Rồi mẫu cũ nè, một số dòng mẫu cũ nè. Con này 2017 56 triệu xanh đen, màu vàng cát thì 59 triệu, còn màu Vario 125 màu xám bóng lông chuột thì 49 triệu nha. Hiện tại trong kho còn một số dòng nữa nha các bạn. Trong kho thì mình đang còn một con SH 150 125 2018 màu trắng, biển số Cần Thơ, giấy phố mình đang bán với giá cũng 70 mấy triệu thôi, 76 77 triệu thôi. Rồi còn Grander nè, Grander cũng 24 hay Grander hình như con đó hay có 25 26 triệu, hay Grander 217 nha các bạn. Rồi Vision nữa nè. Rồi nói chung là còn nhiều lắm.
Đó, video cái video này thì mình báo giá sơ tổng quan cho các bạn hết rồi, thì giá sơ thôi. Thì xe bên mình về là cập nhật liên tục nha các bạn, liên tục luôn. Thì các bạn cần gì thì cứ inbox hoặc con điện cho mình nha. Bên mình là chuyên bán các dòng xe tay ga cao cấp, đời cao, chạy lướt và xe đẹp. Tất cả các xe bán ga đều bao máy móc zin cho các bạn 100% nha, đều bao máy móc zin cho các bạn 100%, bao các bạn test hãng thoải mái. Cái thứ hai là bên mình bán ga đều có bảo hành động cơ cho các bạn 6 tháng, bình và ắc quy 3 tháng, hỗ trợ làm đẹp vệ sinh một lần miễn phí, hỗ trợ vệ sinh nồi và lọc gió trọn đời. Khi xe bán ga tặng một cái kiến nè ha, tặng một cái kiến kiểu, tặng thảm, tặng nhớt, tặng một lần thay nhớt miễn phí nha các bạn. Nói chung là tặng rất là nhiều đó, rồi hỗ trợ bao xăng tên rút bộ cho các bạn nữa nè đó ha. Nói chung là rất là nhiều cái ưu đãi chế độ bảo hành này kia cho các bạn nha. Còn gì nữa không ta? Địa chỉ nha, thì chỉ có cửa hàng bên mình là số 82 đường Trần Chiên, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Thì ví dụ như các bạn có xài Google Maps thì các bạn cứ lên Google Maps bấm là cầm đồ Thành Tâm Cần Thơ hoặc là xe máy Thành Tâm Cần Thơ, là trên Google Maps đều có hết nha các bạn. Hoặc là các bạn cứ lên Google, bình thường thôi, search xe máy Thành Tâm.com là có ra website, fanpage, Facebook, YouTube thì là kênh là xe máy Thành Tâm nha các bạn. Đó, thì các bạn cần gì thì cứ hoặc là các bạn có thể gọi vào số hotline để được nhân viên tư vấn ha, hoặc là gọi trực tiếp cho Thành cũng được. Gọi cho Thành thì gọi số cá nhân 0905555585, còn gọi vô số hotline của cửa hàng Thành đó là 0292 7 con số 9 ha, 0292 7 con số 9. Rồi, video này mình xin kết thúc tại đây nha các bạn. Đó, thì các bạn nhớ like, share, subscribe kênh để được mình review nhiều con xe hơn, cũng như là quay nhiều cái clip báo giá từng con xe cho các bạn nha. Rồi, tạm biệt các bạn.